tộc kỳ lạ, các cô gái là mẹ khi 9 tuổi, hưởng thọ chỉ chưa đầy 40 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với 10 phút khám phá. Các bạn thân mến, Congo là một quốc gia lớn, có kích thước bằng cả khu vực Tây Âu, nguồn nước vô hạn với con sông Congo lớn thứ hai thế giới, một khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ, đặc biệt là nguồn tài nguyên đồng, vàng, kim cương, coban, uranium, coltan và dầu mỏ. Tuy nhiên, đây lại là đất nước vô vọng nhất khi luôn bị đánh giá thấp nhất về chỉ số phát triển con người và luôn sống trong đói nghèo dai dẳng. Không chỉ vậy, Congo còn nổi tiếng khi có những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp, những sinh vật kỳ quái, những tộc người kỳ lạ và cả rất nhiều những thứ đáng sợ khác mà bạn khó có thể tin được là nó tồn tại. Vậy tại Congo, bằng những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất, con người đã làm được gì và đã khám phá ra được những điều bí ẩn thú vị nào? Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay. 8 phát hiện bí ẩn và kinh hoàng ở Congo, vùng đất được mệnh danh là ngoài hành tinh của thế giới nha. Bộ tộc siêu lùn là mẹ khi chỉ 9 tuổi. Pygmy, những cư dân bản địa sống giữa cánh rừng nhiệt đới của Trung Phi, đặc biệt là trong khu vực Congo, là một trong những bộ tộc lâu đời nhất ở châu Phi. Nổi bật nhất về người Pygmy không phải là chiều cao khiêm tốn 1,2m, mà là sự trưởng thành nhanh chóng và lối sống độc đáo của họ. Dù có thể không cao lớn, nhưng người Pygmy có sức khỏe và sự thích nghi tuyệt vời với môi trường rừng rậm. Họ sống trong những khu vực rừng sâu, nơi việc tiếp cận rất khó khăn, giúp họ giữ gìn các phong tục tập quán và lối sống nguyên thủy suốt hàng ngàn năm qua. Kỹ thuật của họ thì hầu như không thay đổi, với đồ sắt là sự đổi mới duy nhất mà họ có được thông qua việc trao đổi với các bộ tộc khác. Đặc biệt hơn cả là tuổi trưởng thành của người Pygmy rất sớm so với chúng ta. Ở đây, bé trai và bé gái có thể phát triển cơ thể trưởng thành và kết hôn khi mới 8 tuổi và trở thành bậc làm cha làm mẹ ở tuổi thứ 9. Tuổi thọ của họ thường dưới 40 năm và lối sống của họ chủ yếu gắn bó với các gia đình nhỏ, sống trong những chiếc lều đơn giản làm từ cành cây và lá. Người Pygmy sống hòa hợp với rừng, gọi rừng là cha mẹ và chỉ sử dụng cành cây khô mà không bao giờ chặt phá cây. Họ rất giỏi trong việc săn bắn với kỹ năng cung thủ điêu luyện và khả năng phát hiện con mồi từ xa. Họ cũng biết chế tạo thuốc độc để săn bắt các loài thú lớn và thu thập mật ong cùng nhiều sản phẩm từ rừng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, dù sở hữu nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa đặc biệt là thế đấy, nhưng mà người Pygmy vẫn phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do sự phá hủy môi trường sống và sự thiếu bảo vệ xã hội. Họ sống tách biệt, không có giấy tờ tùy thân, không được chăm sóc y tế. Vì vậy, họ phải đối diện với nhiều thách thức trong việc duy trì lối sống truyền thống của mình giữa những thay đổi không ngừng của thế giới bên ngoài. Nhưng dẫu sao, đây có lẽ là một bộ tộc đặc biệt nhất mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Congo. Hy vọng trong tương lai sẽ có một thay đổi đặc biệt gì đó để bộ tộc này có thể sống hòa hợp với tất cả mọi người, các bạn ạ. Mình nghĩ là hơi khó đấy. Đã hòa hợp rồi thì khó đặc biệt lắm. Vũ khí tử hình đao của bộ tộc Ngombe. Được khám phá tại một bộ lạc tại Congo, thanh đao này đã từng nối liền với việc hình thành tội nhân và tù nhân. Vào giai đoạn đầu thế kỷ 20, một số nhà thám hiểm châu Âu đã khám phá ra vũ khí đáng sợ này trong một bộ tộc thiểu số của vùng Congo, bộ tộc Ngombe. Các bản vẽ cổ xưa tiết lộ rằng người dân bản địa đã áp dụng đao Ngulu như một công cụ xử tử tù nhân. Mặc dù đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về vũ khí này, trong ngôn ngữ bản địa, đao Ngulu nghĩa là tử hình đao. Tên gọi này mang theo một cảm giác tàn bạo, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và đã lan tỏa khắp vùng lãnh thổ Congo. Thanh đao trở thành biểu tượng của sự quyền uy, chỉ được trưởng bộ tộc và những thế lực lãnh đạo có thể nắm giữ. Kích thước của thanh đao Ngulu khoảng 66cm với dáng vẻ giống một chiếc lưỡi hái dẻo dai, được trang bị các răng cưa sắc bén phía dưới. Tử hình đao chỉ xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng và đặc biệt. Họ chọn ra một tù nhân, buộc đầu tù nhân vào ngọn cây cao và có độ đàn hồi tốt, bắt người đó quỳ xuống khi cổ đang bị kéo căng bởi nhánh cây. Sau đó, tù trưởng sẽ dùng đao chặt đầu người đó và nhờ độ đàn hồi của cây khiến đầu người đó bắn ra. Sau khi tù nhân bị chặt đầu, những phần còn lại của cơ thể được cắt đều và bộ lạc bắt đầu ăn tiệc bằng phần thịt còn lại của tù nhân. Tộc Ngombe được biết đến như là một bộ lạc ăn thịt người ở Congo. Ngoài những cuộc tử hình trên, họ còn tổ chức những cuộc thi săn người và giết hại những bộ tộc gần đó để làm thức ăn. Ngày nay, bộ tộc Ngombe vẫn còn tồn tại ở Congo. Mặc dù đã từ bỏ phong tục ăn thịt người,
nhưng họ vẫn tiếp tục duy trì những nghi lễ đẫm máu. Thay vì sử dụng con người, họ thay thế bằng việc hiến tế những con dê, nhấn mạnh sự thay đổi nhưng cũng mang theo một phần nghi thức quỷ quyệt của quá khứ đen tối. Bản sao quái vật hồ Loch Ness. Mokele Bembe, quái vật bí ẩn sống ở lưu vực sông Congo, châu Phi, thường được so sánh với quái vật hồ Loch Ness ở Scotland nhờ vào những đặc điểm kỳ lạ và những câu chuyện ly kỳ về sự tồn tại của nó. Sinh vật này được miêu tả là có hình dáng giống như khủng long, đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia và thám hiểm trong suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực để tìm kiếm, bí ẩn về Mokele Bembe vẫn chưa được giải mã. Theo những ghi chép từ thế kỷ 18, Mokele Bembe chủ yếu sống dưới nước, nhưng thỉnh thoảng nổi lên mặt nước với chiếc cổ dài và đôi khi có một chiếc sừng hoặc là răng trên đầu. Hình ảnh này làm người ta liên tưởng đến quái vật Loch Ness với những câu chuyện về sinh vật có cổ dài sống trong hồ. Khi lên bờ, Mokele Bembe được cho là tìm kiếm thực phẩm từ trái cây và các loại thực vật. Mỗi lần sinh vật này lên bờ, nó để lại những dấu chân lớn, gây sự tò mò và kích thích trí tưởng tượng của người dân địa phương và các nhà thám hiểm. Theo những câu chuyện dân gian, Mokele Bembe có thể sống đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn năm, làm dấy lên sự hiếu kỳ về tuổi thọ và khả năng sống sót của sinh vật này. Những câu chuyện kỳ bí về Mokele Bembe đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học và chuyên gia. Họ đã đến lưu vực sông Congo với hy vọng tìm ra bằng chứng xác thực về sự tồn tại của sinh vật này. Nhưng dù đã tốn nhiều thời gian và công sức, họ vẫn chưa thể tìm thấy dấu vết nào thuyết phục. Sự thiếu bằng chứng cụ thể đã dẫn đến nghi ngờ rằng Mokele Bembe có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc là những câu chuyện theo dệt bởi người xưa. Việc không tìm thấy bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của sinh vật này khiến cho nhiều người nghi ngờ và dẫn đến việc xem xét Mokele Bembe như là một tác phẩm của truyền thuyết và huyền thoại hơn là một sinh vật có thực. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của Mokele Bembe không chỉ nằm ở những câu chuyện huyền bí mà còn ở sự tò mò về việc liệu có thể có một loài động vật nào chưa được khám phá tồn tại trong những khu vực hẻo lánh và chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng như lưu vực sông Congo không. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, sự lôi cuốn của Mokele Bembe vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thám hiểm và nghiên cứu, góp phần làm phong phú thêm kho tàng huyền thoại và bí ẩn về thế giới tự nhiên. Mokele Bembe, với tất cả những câu chuyện và bí ẩn xung quanh nó, tiếp tục là một đề tài thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng khoa học và công chúng, chứng tỏ rằng bí ẩn về sinh vật này vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá. Okapi, loài vật kỳ lạ sắp tuyệt chủng. Nếu như bạn nhìn thấy okapi lần đầu, bạn sẽ cho rằng đó là một loài vật được lai tạo giữa một chú ngựa văn và một con hươu cao cổ. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Okapi là một loài động vật kỳ lạ được tìm thấy tại vùng rừng nhiệt đới phía Bắc và Đông Bắc nước Cộng hòa Congo và một khu bảo tồn tự nhiên được thành lập tại Epulu, một tỉnh phía Đông Bắc Congo. Hiện tại là nơi trú ngụ an toàn cho loài động vật này. Tuy nhiên, do không sống quen cho môi trường nhân tạo tại các công viên và sở thú, nên okapi thường bị ốm và chết sau một thời gian ngắn được nuôi dưỡng tại những địa điểm trên. Các nhà khoa học cũng ước tính chỉ còn lại khoảng 10.000 đến 20.000 cá thể của loài động vật kỳ lạ này sống trong tự nhiên, song đang bị đe dọa bởi các hoạt động săn bắn lấy thịt của người dân địa phương. Okapi là loài động vật sống đơn lẻ, với đôi chân có sọc trắng như loài ngựa văn và phần thân trên thì gần như là giống hoàn toàn so với loài hươu cao cổ, ngoại trừ không được sở hữu chiếc cổ dài thôi. Cỏ, dương xỉ và các loại lá non là nguồn thức ăn chủ yếu của loài động vật kỳ lạ này. Các nhà khoa học cũng nhận thấy một điều rất thú vị rằng okapi còn ăn cả các khúc cây bị cháy xém do sét đánh nhằm giúp ích cho quá trình tiêu hóa của mình. Đặc biệt, chúng có thể sống từ 15 đến 20 năm. Tùy theo điều kiện của tự nhiên, những con okapi cái thường mang thai trong khoảng từ 427 đến 457 ngày trước khi sinh nở. Trong những tuần đầu tiên, những chú okapi mới sinh sẽ được mẹ giấu kín trong các bụi cây và cày sữa sau 6 tháng. Sự nóng lên của khí hậu toàn cầu và nạn khai thác gỗ bừa bãi được xem là đang hủy hoại môi trường sống của những chú okapi. Sau thực tế thì mối đe dọa từ các hoạt động săn bắn trái phép vẫn thường trực hơn. Và rất mong rằng những nỗ lực bảo tồn sẽ giúp cho loài vật kỳ lạ này tránh xa bờ vực tuyệt chủng các bạn ạ. Loài vượn bí ẩn thách thức cả sư tử. Sâu trong khu rừng rậm rạp của Congo, có một bộ lạc vượn kỳ lạ được dân địa phương gọi là vượn Bondo
hoặc là vận bin đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Những sinh vật này được mô tả là đi bằng hai chân và làm tổ trên mặt đất, giống như khỉ đột. Chúng được cho là rất hung dữ, có thể đánh bại cả sư tử và miễn nhiễm với độc tố. Một số người thậm chí tin rằng đây là một loài vượn mới, trong khi những ý kiến khác thì lại cho rằng chúng là kết quả của sự lai tạo giữa khỉ đột và tinh tinh. Chính bởi vậy mà cuộc điều tra mở rộng vào năm 1996 đã diễn ra và họ phát hiện một số hộp sọ được lưu trữ tại Bảo tàng Hoàng gia Trung Phi ở Bỉ có những dấu vết giống như khỉ đột, nhưng với kích thước và hình dạng thì lại gần giống với tinh tinh. Sự không đồng nhất trong dữ liệu này đã khiến các nhà khoa học đặt ra nhiều câu hỏi. Không có quần thể khỉ đột nào sống gần khu vực này, trong khi phân và dấu chân của những sinh vật này lại lớn hơn, với khuôn mặt phẳng và lông mượt hơn so với khỉ đột. Thú vị hơn, những con vượn kỳ lạ này được cho là hú vào lúc trăng tròn, hành vi tương tự như chó sói. Vì thế, để xác minh, tiến sĩ Clive Hicks và nhóm của ông đã xách ba lô lên và dành ít nhất 20 giờ trong rừng để quan sát. Sau đó, họ xác nhận rằng những sinh vật này có những hành vi khác lạ thật đấy. Kiểm tra DNA thì mới vỡ lẽ ra đó là tinh tinh phương Đông. Tuy nhiên, tương lai của loài tinh tinh này có thể tạo ra một xã hội hoàn toàn khác biệt của riêng chúng. Tinh tinh phương Đông này thực sự có một số đặc điểm độc đáo, như là đường vân trên hộp sọ, giống khỉ đột và thói quen làm tổ trên mặt đất. Chúng cũng được báo cáo là đã đập phá các tổ mối và sử dụng đá để đập vỡ mai rùa, những hành vi không điển hình của tinh tinh. Vì thế có thể nói, sự kết hợp giữa các đặc điểm này đã tạo ra một bức tranh thú vị về sự đa dạng và bí ẩn của động vật hoang dã trong những khu rừng sâu thẳm của Congo. Hồ nước tuyệt đẹp nhưng sẵn sàng nuốt chửng hơn 2 triệu người. Là một trong những hồ lớn ở châu Phi, hồ Kivu nằm giữa biên giới Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung châu Phi, mang đến một cảnh quan đẹp lạ thường, được bao quanh bởi những ngọn núi lửa cao chót vót và những sườn núi xanh tươi tốt với những đồn điền trồng tre, cà phê và chuối. Tuy nhiên, sâu bên dưới mặt hồ ngỡ tưởng yên bình ấy lại ẩn chứa một mối đe dọa đáng sợ, đó là nước bão hòa khí metan, CH4, carbon dioxide, CO2 và hydro sulfide, H2S. Nếu tất cả những khí này được giải phóng, sự kết hợp độc hại này có thể cướp đi sinh mạng của hàng triệu người sống dọc theo bờ hồ. Hiện tại, nước đầy khí bị giữ lại bên dưới một lớp muối nặng khiến nó không thể trồi lên bề mặt. Nhưng rào cản đó thì có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi một trận động đất, một vụ phun trào núi lửa hoặc thậm chí là áp suất ngày càng tăng của chính các chất khí. Vì vậy, thật không ngoa khi người ta ví hồ Kivu như là một quả bom hẹn giờ khổng lồ và nó có thể phát nổ mà không có dấu hiệu báo trước. Được biết, hai hồ khác ở châu Phi cũng có đặc điểm tương tự là hồ Niot và hồ Monoun ở Cameroon. Hai hồ nước này đều từng phát nổ trong 40 năm qua, khiến khoảng 1.800 người và hàng nghìn động vật tử vong. Ngoài ra, hồ Kivu cũng chứa đầy khí hydro sulfide từ sâu trong vỏ trái đất. Hỗn hợp khí độc đó có thể nhanh chóng phát nổ dọc theo khu dân cư đông đúc xung quanh. Thậm chí, nó còn là mối đe dọa khủng khiếp cho hơn 2 triệu người dân ở nơi đây. Nhìn qua, hẳn là bạn sẽ không tin hồ nước xinh đẹp này lại đáng sợ đến như thế phải không nào? Nhưng tất cả đều là sự thật. Và đến nay, biển hồ chết người này thậm chí đã thành mỏ năng lượng khổng lồ cho khu vực Trung Phi này rồi đấy. Vòng tròn khổng lồ bí ẩn bỗng dưng xuất hiện. Mới đây, vòng tròn khổng lồ bí ẩn tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Sau khi được phát hiện qua hình ảnh vệ tinh, vòng tròn này có đường kính từ 36 đến 46 km, nằm ở độ cao khoảng 550 m so với mực nước biển và được sông Unia bao quanh. Sự xuất hiện của vòng tròn bí ẩn này đã trở nên rõ ràng sau khi rừng cây ở khu vực đó biến mất trong thập niên trước. Được biết, thông tin về vòng tròn này được công bố trong Hội nghị khoa học về mặt trăng và hành tinh tại Texas, Mỹ, khiến cộng đồng khoa học không khỏi ngạc nhiên. Giovanni Monizato, nhà khoa học từ Đại học Padova, Italy, cho biết việc phát hiện vòng tròn chỉ diễn ra sau khi lớp thực vật phía trên đã biến mất, cho phép các bức ảnh vệ tinh hé lộ hình dáng của nó. Theo kho dữ liệu của Earth Impact Database, vòng tròn tại Congo lớn hơn 75% các miệng hồ trên trái đất, khiến nó trở thành một hiện tượng đáng chú ý. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng vòng tròn có thể là dấu vết của một hố va chạm khổng lồ hình thành sau khi một thiên thạch đâm vào trái đất. Tuy nhiên,
vẫn chưa có giả thuyết nào đủ thuyết phục để giải thích nguồn gốc chính xác của nó. Để làm rõ nghi vấn này, Monegato và nhóm nghiên cứu của ông dự định sẽ tới Congo để kiểm tra các mẫu đá trong khu vực. Họ sẽ tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy có sự va chạm giữa các thiên thạch và địa cầu. Theo các chuyên gia, nếu vòng tròn thực sự là kết quả của một vụ va chạm, thì thiên thạch va vào trái đất phải có đường kính tối thiểu là 2 km. Mặc dù nhóm nghiên cứu chưa xác định được niên đại chính xác của vòng tròn, họ dự đoán nó có thể hình thành từ Kizura, tức là khoảng 146 đến 200 triệu năm trước. Những khám phá sắp tới có thể cung cấp thêm thông tin về sự hình thành của vòng tròn và giúp giải đáp một trong những bí ẩn lớn nhất về địa chất học hiện nay. Loài rắn khổng lồ ở rừng Congo, phải chăng Titanoboa còn sót lại? Bạn có biết loài rắn dài nhất trên thế giới từng được ghi nhận là loài nào không? Danh hiệu này thuộc về chăn gấm, chăn mắt lưới châu Á, Python reticulatus. Kỷ lục thế giới về chiều dài của một con chăn gấm là 10m, được phát hiện vào năm 1912. Tuy nhiên, bức ảnh mà các bạn thấy, đây không phải là chăn gấm. Đây là một con chăn ở Congo và nó được cho là dài đến 15m. Bức ảnh này được phi công trực thăng Remy Van Leeder chụp được từ trực thăng vào năm 1959. Ông khi đó là đại tá của không lực Bỉ đóng tại căn cứ Kamina, Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong một nhiệm vụ bay khảo sát tại vùng Katanga, ông đã phát hiện ra con chăn khổng lồ này. Dựa trên kinh nghiệm đo đạc từ trên cao của mình, ông ước tính con chăn dài ít nhất 15m, bề ngang 60cm và đầu hình tam giác dài gần 1m. Ngoài ra, Valider còn mô tả con chăn có thân trên màu xanh lục đậm và nâu, thân dưới màu trắng. Vì thế, Valider đã lệnh cho phi công quay lại để quan sát thêm một lần nữa. Lần này thì bay thấp hơn, ở độ cao khoảng 8m. Con chăn khi thấy động đã chồm lên cao đến 3m vào tư thế tấn công. Đây là cơ hội để Valider quan sát phần bụng dưới của con chăn. Tuy nhiên, Valider e rằng sẽ lọt vào tầm tấn công của con chăn, nên ông đã yêu cầu phi công bay lên. Tiếp tục hành trình, ông nói, tôi cảm giác nếu tôi lọt vào tầm tấn công của con chăn, nó sẽ đớp tôi ngay. Với hàm rất rộng, thân rộng hơn nửa mét, đầu dài 1m, thì nó có thể dễ dàng nuốt một người đàn ông. Chỉ có hai bức ảnh được chụp. Bức đầu tiên là ở đầu bài, là lần đầu quan sát được con chăn. Và bức thứ hai là khi gần hơn, khi Van Leeder bay thấp. Màu sắc của con chăn khiến nhiều người tin rằng nó có thể là Anaconda. Tuy nhiên, Anaconda thì không phải là loài đặc hữu ở châu Phi, nơi ở của nó là vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Và nó cũng không thể dài đến 15m đâu. Chưa kể, Anaconda rất nhanh khi bơi nhưng lại vụng về trên mặt đất. Thế nên nó khó có thể dương đầu lên đến cao 3m để đớp chiếc trực thăng. Dựa trên mô tả của Valider thì rất có thể đây là một con chăn đá châu Phi phát triển quá khổ. Nhưng cũng có người cho rằng đây là một con Titanoboa hay là hậu duệ của Gigantophis gatini. Cả hai đều có chiều dài trên 10m. Titanoboa có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất khi nói về những loài rắn khổng lồ từng tồn tại trên trái đất. Titanoboa, Titanoboa cerezonensis, là thành viên lớn nhất được biết đến của phân bộ chăn Cebentes, sống vào kỷ Paleocen, 66 đến 56 triệu năm trước. Loài này được miêu tả lần đầu vào năm 2009 và tên gọi Titanoboa cerezonensis bắt nguồn từ việc người ta đã phát hiện ra những đốt sống của loài chăn này ở mỏ than Cerezon nằm ở phía tây hồ Maracaibo, Colombia, Nam Mỹ. Tên Titanoboa ghép giữa Titanic khổng lồ và Boa chăn giết mồi. Phần còn lại của khoảng 30 cá thể chăn Titanoboa được tìm thấy tại đây, đa phần là hóa thạch của những con chăn trưởng thành bên cạnh một số con non. Hầu hết các mẫu vật là đốt sống và xương sườn, và người ta ước tính rằng Titanoboa có đến 250 đốt sống. Người ta còn tìm thấy một bộ xương Titanoboa gần như hoàn chỉnh với hộp sọ được phục dựng lại. Ngoại suy kích thước cơ thể từ các đốt sống và kích thước hộp sọ, các nhà cổ sinh vật học ước tính chiều dài của Titanoboa trưởng thành trung bình khoảng 13m, trọng lượng trung bình khoảng 1.135kg. Thử so sánh thì Anaconda trưởng thành dài trung bình khoảng 6,5m, con lớn nhất từng được ghi nhận dài khoảng 9m. Titanoboa cũng nặng hơn gấp 4 lần so với Anaconda nặng nhất. Kích thước khổng lồ của Titanoboa được cho là có liên quan mật thiết đến ký hiệu ở Paleocene. Chăn, rắn là động vật máu lạnh và tốc độ trao đổi chất của chúng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường. Để duy trì tốc độ tăng trưởng bình thường, chăn rắn cần phải duy trì một nhiệt lượng phù hợp và Titanoboa
để đạt được kích thước như vậy sẽ cần môi trường cực kỳ ấm. Than tại mỏ Cerrejón nơi hóa thạch Titanoboa được tìm thấy được hình thành từ các lớp trầm tích của một đầm lầy cổ đại, nằm dọc theo rìa của một vùng biển nông nơi bây giờ là chân của dãy núi Andes. Môi trường đầm lầy này có các thành phần tương tự như các đầm lầy ở đồng bằng sông Mississippi hay là Everglades ở Bắc Mỹ, nhưng nó nằm ở vùng nhiệt đới và thời điểm khí hậu trái đất đặc biệt ấm áp. Titanoboa được cho là có họ hàng gần với Anaconda và nó được cho là có hình dạng giống với Anaconda ngày nay. Nó cũng dành phần lớn thời gian dưới nước. Điều này được chứng minh bởi cấu trúc trầm tích của đá tại mỏ than Cerrejón cho thấy có nhiều sinh vật ưa nước như là cây ngập mặn, cá sấu, rùa và cá được bảo tồn dưới dạng hóa thạch trong địa tầng. Có thể Titanoboa cũng có tập tính ẩn nấp và phục kích con mồi như Anaconda, nhưng cũng có giả thuyết cho rằng Titanoboa có thể hạ gục con mồi nhanh như chớp chỉ với một cú cắn mà không cần siết chặt cho đến chết như Anaconda. Miệng của Titanoboa khi mở tối đa rộng đến 1,8m, lực cắn khoảng 400 PSI, 28 kg trên cm vuông. Những chiếc răng nhỏ nhưng nhọn và cong về phía sau, mọc ở hàm trên và dưới, sẽ khiến con mồi khó vùng vẫy bỏ chạy. Các bạn thân mến, những phát hiện gần đây ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã gây chấn động cộng đồng khoa học và toàn thế giới. Vòng tròn khổng lồ bí ẩn và những dấu hiệu có thể liên quan đến vụ va chạm thiên thạch hàng triệu năm trước mở ra những câu hỏi chưa có lời đáp về lịch sử địa chất của hành tinh chúng ta. Những khám phá này không chỉ làm sáng tỏ những bí ẩn từ xa xưa, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nghiên cứu và bảo tồn các khu vực chưa được khám phá. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của những hiểu biết sâu rộng hơn về quá khứ của trái đất. Bạn nghĩ sao về hiện thực này? Bạn còn biết những phát hiện thú vị nào khác ở Congo? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới bình luận và đừng quên dành tặng 10 phút khám phá một like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị khác nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!